Quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chơi gian trong đấu đỉnh cao. Và đối đầu với tôi đó chính là vị tướng Ari nhé mọi người. Bạn Ari này có cục tím đấy nè, đánh khá là khét nha. Ok, đó, trận hôm bây giờ hiện tại đang là 23 giờ 50 phút đó, tức là đây là trận đấu cuối cùng, là quyết định xem tôi có vô được top Việt Nam để lấy mắt tím gian tuần này không nha. Chứ nếu mà trận này mà thua cái là thôi xong đấy. Thế là thôi khỏi lấy cục tím, phải đợi tuần sau nữa, rồi phải đợi một tuần nữa mới có được mát. Hôm nay trận đấu này tôi phải cố gắng win nha. Thôi thì nói thế thôi chứ đã thể luôn. Lúc đầu tôi nhìn đem mặt bích tường trội sợ vai chửa má mọi người theo nào nè, đem mặt bích gà rồi thêm thằng nắc nữa, và thêm thằng nó có skin thứ mấy thần nữa, trời ơi thêm ông tu len nữa, trời ơi bây giờ gặp top Việt Nam Ari nữa, trời ơi má ơi bích xong sợ vãi trưởng luôn. Ui, thằng Ari này hơi bị tỉnh nhá. Cái pha đó là tôi nghĩ nó sẽ lướt vào, nó cấu máu thôi, nó lướt ra nó chạy chứ. Thế là công nhận ông này đọc map tốt đấy. Trời ơi. Rồi, đấy nó chơi đấy. Hiện tại điểm đỉnh tôi đang là bao nhiêu nhỉ? 300 mấy điểm ấy. Đây trận này win thì mới vào được top Việt Nam, vào được top 100 nhá, chứ còn không win là bị trừ điểm là thôi, coi như là hết cơ hội luôn. Đó là hy vọng may mắn sẽ đến với tôi. Trời ơi, trận đấu cuối cùng trong ngày tuần. Nói chung là lúc đầu tôi cũng không nghĩ là tuần này tôi sẽ bị đạch các bạn, bởi vì buổi chiều tôi chơi game á, tôi thua, trời ơi, nó làm thua ba liên tục, trời ơi nhìn nán thật sự chứ, nó đánh gặp mấy cái team nệ luôn, rồi ok một cấu máu này hết chiều cho mày chừa, đó, mà đúng là để thể đánh đỉnh cao đang nói cái vụ cộng điểm thì tôi nói cho mấy ông biết luôn nha, hiện tại mấy ông mà hay hỏi tôi cộng điểm đúng không, đó chắc chắn là nếu mà chơi thì phải biết là đánh não vậy á, thì biết là mấy ông hạng trong trận đấu đó càng cao thì mấy ông cộng càng nhiều điểm, đặc biệt là MVP nha. Đây là rồi tôi bắt tốc biến lên ulti này, chiêu 1 này, chiêu 2 lướt ra ngoài này. Trời ơi, tự nhiên đi limit vòng nhẹ nhẹ cái lượm được mạng của con Tulen sướng vãi cả trưởng ra. Rồi, bây giờ thì chắc về lane nhá. Đó, bây giờ thì nói tiếp cái vụ cộng điểm này. Đó, nói chung là ông nào hạng càng cao thì chắc chắn là điểm sẽ cộng càng nhiều. Rồi, còn mấy cái bước điểm mà mấy ông thấp á thì cộng sẽ rất là nhiều nha, mấy ông được MVP cộng cả 100 điểm đấy, khá là nhiều. Đó, còn điểm đỉnh á, mấy ông muốn cộng nhiều thề luôn. Tôi nhiều ông chơi điểm đỉnh thấp tôi cũng không hiểu sao luôn, tại kiểu mới chắc mấy ông mới đánh đỉnh lần đầu mà, nên là không biết. Thề luôn, nhớ nha, ông nào mới bắt đầu vào đánh đỉnh cao á thì chắc chắn trận đầu sẽ không là cộng điểm nhá, trận đầu cực kỳ không cộng điểm luôn. Đó, nên là anh em phải qua được mức 1.200 điểm cơ thì nó mới cộng điểm. Nhưng mà chắc chắn lúc đầu anh em cộng điểm nó sẽ rất là ít, nó sẽ không có nhiều như đánh ranh đâu. Đấy, nó cộng có 60 điểm thôi. Thực tế là cái điểm đó là điểm chuẩn đấy mọi người, bởi vì sao? Bởi vì chơi cái ranh này nè, nó có gọi là mức điểm giới hạn của mỗi loại ranh đó mọi người. Đó, anh em cứ lên mức ranh em sẽ đánh đến cái mức điểm đó là lúc sau anh em không còn cộng luôn. Nó chỉ có cộng bao nhiêu nhỉ? Nó cộng lúc anh em đánh là đánh thắng trận cộng có 1-2 điểm à. Lúc đó là thôi chịu muốn lên điểm rank là phải chơi đỉnh cao cơ. Đó. Đó, nếu mà theo tôi nhớ thì nếu mà rank kim cương hình như là tầm 5k điểm á là bắt đầu nó hết cộng điểm rồi, hoặc là anh em MVP anh em cộng cũng rất là ít điểm nha. Chứ không cộng nhiều như hồi như bình thường nữa. Đó. Còn anh em nào muốn cộng nhiều điểm hơn anh em phải đánh rank cao hơn. Hồi đó tôi chơi rank cao thủ á thì hình như đối với tôi thì tôi không biết nha, nhưng mà tôi nghe người ta bảo đánh cao cao thì tầm 7-8 cái điểm á, rồi lúc đó mọi người đánh rank là mọi người cộng có 1-2 điểm à. Đó, nhưng mà cái đó không đúng nha. Cái đó cũng đúng á, nhưng mà nếu mọi người mà chơi đỉnh cao nhiều á, kiểu mấy ông đánh đỉnh cao tận 8-9 cái điểm luôn thì mấy ông bắt đầu đánh hạng á, thì lúc đó mấy ông MVP hay mấy ông đánh thì vẫn cộng điểm bình thường. Tại vì mấy ông điểm chiến lược của mấy ông là kiếm được từ đấu đỉnh cao là nhiều, chứ đâu phải đấu rank đúng không? Hồi trước tôi 10k điểm mà, tôi 10k điểm tôi chơi MVP tôi vẫn cộng 8 mấy điểm mà.
nó còn anh em nào mà không MB thì cộng sẽ ít hơn. Nói chung là nó sẽ tính theo điểm hạng trận đấu đó, anh em càng cao thì cộng càng nhiều thôi, nên là cố gắng chơi muốn càng điểm nhanh thì anh em phải được MB nhiều vào, càng MB càng nhiều thì càng dễ điểm, càng dễ lên điểm nhanh cơ đó cái thời. Còn anh em nào muốn cộng điểm nhanh á thì anh em chỉ có bắt buộc là phải chơi đỉnh cao thôi đó, đỉnh cao cộng nhiều thì trừ cũng nhiều. Còn anh em chơi tranh á, anh em không được MB á thì anh em cộng khá là ít nha. Còn nếu mà anh em mà thua á, anh em hạng còn thấp nữa. Ô, thằng Azi này dở. Thằng Azi này nếu mà pha này nó mà lướt lên nó đánh tôi là chắc chắn là pha này tôi chết rồi. Nhưng mà Azi nó lướt về mọi người. Đó, anh em mà không được MB á, anh em trừ còn thua còn nhiều hơn điểm cộng đấy. Tôi chơi tôi biết mà. Đó, nên là ông nào mà muốn cài rank thì phải chịu khó đánh đỉnh nhá. Mới đầu đánh đỉnh điểm cộng nó ít lắm, mới sau mấy ông đánh đỉnh điểm cao cao dần dần rồi á. Cộng đã mấy ông ơi, kiểu mà trận nào ông mà gánh team mà MVP, trời ơi, có khi nó cộng lên tận 150 điểm luôn, đã luôn á, hơi bị nhiều. Nhưng mà đấu đỉnh có cái là đánh cứ 2-3 trận đó, đánh 2-3 trận là anh em sẽ cộng một ván cộng ít nha. Thua cũng vậy thôi, anh em thua chuỗi 2-3 trận thì cũng sẽ một ván thua nó trừ rất là ít. Còn nếu mà anh em bình thường thì thua nó trừ nhiều, nói chung là thắng cộng bao nhiêu thì thua trừ bấy nhiêu thôi. Là ông nào đánh hay thì ông nào chuỗi win nhiều thì điểm chiến lược đi bèo. Bây giờ đi bắt con theo nát này. Rồi, đánh thường này. Ô, nó muốn tốc biến quá à? Tôi nghĩ tốc biến quá à, tôi định hack não cơ. Nhưng mà tôi hack não được hàng tố len mọi người. Rồi, ok thì, tính hack não theo nát cuối cùng lại hack não được hàng tố len. Bây giờ thì qua đây bắt nát. Ôi, đang thấy mình rồi. Ô, thằng Aya vẫn còn con ti à? Ôi, nó có băng xương nữa thì thôi, pha này bỏ nhá. Pha này ăn con bồ đỏ. Ôi, ông biết rồi, ông biết rồi. Ông biết rồi, ông xuống đép phụ tôi cái. Xuống đép đi. Trời ơi, mít ơi, ở gần mà không chịu đép cho mình ở trên này sao mình về được. Trời ơi. Thế là xong, mất luôn cái trụ xàm thật chứ. Rồi, bây giờ thì ăn lẻ ăn quái này biến về luôn nha. Biến về hồi máu. Rồi, xong, chết không? Bắt thằng nào không? Ôi, cố gắng ép phải giờ trận này thì mình phải ăn mục tiêu nhiều vào, cố gắng ép nó để lấy trụ cơ. Chứ tập này mà để tên bạn kéo về lết là khó chơi đấy. Trời ơi, mọi người biết con tu len rồi. Con tu len rồi thêm con theo nát nữa. Mọi người biết con theo nát tầm này nó có đồ nó bắn. Mấy con giấy chứ nó bắn 3-4 cái là muốn xỉu rồi. Má vẹo mặt nó còn bắn nhanh nữa cơ. Ê nè nè bắt thằng ấy hay quá, tung này ulti cao tưởng. A! À, má ơi. Tôi hack não nó mà nhưng mà tôi đoán nó lướt hướng sai. Trời ơi, cái pha nó ê tôi có tốc biến này, tốc biến ulti này Arin. Nữa. Vai trưởng thật cay thế. Đậu xanh hai lần liên tục luôn. Cái pha nãy là tôi thằng nát mà lướt theo đúng hướng tôi là có nhiều nát có chết rồi. Nhưng mà nó lướt ngược xuống dưới mọi người. Rồi xong bây giờ còn thêm mất tốc biến bắt thằng Ari cùng lại bị nó hất tung, lại không ăn được mạng. Cay thế không biết. Trời ơi, xui quá. Đó, thằng nát nó trận này nó cũng được farm nhiều mọi người. Nó mặc dù tên nó thọt nhưng mà nó không thọt nhá mọi người. Vàng nó mất bằng vàng đen mình. Rồi ok, bây giờ thì tranh thủ ăn mục tiêu nhá. Đây vô phụ ông mít đánh con bùa cho nhanh rồi ra farm lính nhá, nó không ăn bùa của nó đâu. Tầm mà mọi người đi top mọi người nâng đồ của tôi á, mọi người nâng đồ này thì được hồi chiêu 35% là đủ chơi rồi. Nhưng mà ông nào ăn được con bùa lưu thì thêm được 5% hồi chiêu nó thì ngon hơn. Nó nhưng mà nói chung là con gian này 35% hồi chiêu thì cũng ok rồi đó. Bây giờ thì tranh thủ à đây này thằng nắc này, tranh thủ lên đây đép lính nhá. Đấy, thằng nắc ngày giờ nó đi farm vòng lại có vàng hơn rồi. Từ anh em nói chung là từ nhá, bình tĩnh nhá, đợi tí nhá. Thằng nắc nó xuống đấy, canh bắt nó. Em mình nói chung thằng nắc nó ẩu cái là ông Kishi mình hất tung một phát là thôi là nó chết à. Thế mình thoải mái mà trận này thế mình chơi hay lắm mọi người. Trời ơi, biết sao không? Lúc bây giờ trận là tem tôi 5 cục top ấy, không cái đùa đâu, thằng nào cũng cục top ấy. Trời ơi, sướng liền, trận cuối mà gặp được cái tem như thế này, trời ơi hạnh phúc vách trưởng ra. Rồi ok, cố gắng win trận đấu này nào, không được để cho các bạn lật kèo nhá, lật kèo là phát là tôi khóc luôn ấy. Rồi nấp đây nè, dình đây nè, từ né chiêu cái nè. Ô lộ xa nhưng mà chắc vẫn chưa lộ đâu, tôi cứ dình đây thôi. Hy vọng là có thằng nào sẽ qua hướng này nha. Rồi xong nó đi trên rồi. Ô bị lộ xa rồi. Nè ulti bắt. Ui không tới tầm rồi. Lui nhá. Ôi ông dừng tem mình ẩu. Ê có dừng chết rồi. Mày bắt được thằng Tulen này. Mày ẩu hết máu không về. Hết máu không về. Từ nha cố gắng bổ con nắc nha. Rồi xong. Đấy thấy chưa. Bị này ulti này bắt thằng AD này. Ui pha này cảm giác là tôi không còn chiêu rồi. Thôi xong rồi pha này chết rồi. Tốc biến chạy được không? Rồi xong chết luôn. Oh my god, một pha thôi tên bạn ăn lại khá là nhiều vàng rồi đấy. Rồi ôi. Rồi ok, không sao, nó lại từ đầu.
Rồi, ê nè 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 bắt thằng Nắc nè, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Giết luôn qua da nhá mọi người. Ê thằng ở đây này, nãy mày nãy nãy u đâu 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 này. Nãy mày trời ơi. Nãy mày là mình là hết chiêu thôi. Đó đánh mãn hơi chết, lẽo cả miệng. Trời ơi. Phá trưởng. Còn AD nó có cái nó bật cái cung hay sao đâu. Nó hồi máu bắn hoài mới chết. Trời luôn rồi, con rồng ấy mới không? Tầm này phải mục tiêu nhiều vào. Kìa kìa canh Gary kìa. Trời ơi mọi người thấy không? Mít mình hất tung một phát rồi đam bao bự luôn rồi. Ê con Ari ẩu này, giết luôn, chém luôn, giết luôn Aya. Thôi ôi báo. Thằng Ari báo mọi người. Nó bị ảo tưởng, nó vô nó bắt tem mình không được, xong rồi tem mình hội đồng cho phát chết luôn. Thế là hại luôn con Aya. Trong trận này Aya tôi thấy đánh không hay nhá mọi người. Aya đánh dở lắm mọi người ơi, không có hay lắm. Nên là cũng hên. Chứ gặp cái tem tướng này, tem bạn mà biết ép đầu game thôi là thôi xong, trận này khó chơi cực kỳ. Rồi, bây giờ từ từ nhé, để tôi xem coi. Cấp 13 rồi, tầm này là tôi chỉ có lấp lùm thôi. Canh lấp lùm được, bắt được thằng nào là múc nó. Qua đây này, qua đây. Ui, nhưng mà tôi qua không kịp rồi. Tôi tính qua tôi đợi thằng Tolen á, nhưng mà không kịp rồi. Thằng nó không biết nó farm đâu rồi ta. Đây nè, Tolen này. Từ từ, tôi chưa lộ sai đâu, kệ nó đi. Kệ Tolen đi. Tôi đang kiếm thằng Nắc cơ, thằng Nắc không biết. À, hóa ra mẹ ăn rồng lén à. Mẹ ăn rồng lén à, chạy đâu, chạy đi. Thôi, thằng Nắc thì dí nhá. Ê, khoan, từ từ nha, tôi đẩy lính đây nhá. Thằng Nắc ở đầu cóc đó dí luôn đánh luôn. Đây nè, để tôi bắt đồ len này, ulti này, tốc biến này. Trời ơi, đánh thường là chạy đậu. Bổ một phát này, siêu việt cho mình. Trời ơi, xong. Ôi, chết mất ông AD rồi. Kìa thằng Nắc nè. Từ từ, tôi đến đây, hất tung phát này. Rồi, chém thường này. Bổ phát này, xin nha. Hình qua ông SB mình choáng kịp. Ấy, tôi bay vào tôi hất tung phát nữa. Rồi tôi quạt chiếc một cái, đi luôn. Ô, nhưng mà tên bạn chết 4 rồi. Trời ơi, khả năng chạy đấu này win rồi rồi. Yes, trời ơi, cuối cùng cũng lấy được lại cục tím rồi. Đỡ phải cày, tuần này đỡ phải cày. Quá tuyệt vời luôn. Ok, nếu là cảm ơn anh em đã coi clip nha. Nếu thấy hay nhớ đừng quên cho tôi xin một like và subscribe của kênh mình nhé. Các em rất là nhiều. Rồi, ok, bye anh em clip sau nha, bye bye.